Rồi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, mời em gái giới thiệu về mình trước đi nè. Dạ, em tên là Nguyễn Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Em đang làm nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm trường đại học ở Thủ Đức. Em đang sống ở quận 5 ạ. Sống quận 5? Dạ. Đầy đủ rồi ha. Mời bạn trai. Dạ, kính chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hữu Tài, năm nay em 34 tuổi, công việc của em là thanh tra viên của thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh sống và lớn lên ở thành phố luôn, thì anh cũng làm ở quận 5 nè em. Vậy là hợp lý quá rồi đúng không? Dạ. Em làm mấy giờ đó? Ủa em quận 5 em đường nào? Dạ em ở Nguyễn Trãi anh. Ủa vậy hả? Vậy gần quá rồi. Anh đã làm không? Dạ. Có chừng quen nhau mà không biết á. Dạ chắc vậy. Mà có. Rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ là điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn được, làm bánh được. Làm bánh gì vậy ngon em? Em làm được một số bánh anh, là có thể là bánh dân gian hoặc là bánh bây giờ cũng có nữa. Thôi em đừng mời bánh anh Quyền Linh nha. Dạ. Mời anh nha. Anh cũng mập lắm rồi đó. Rồi còn nhược điểm của mình là gì? Dạ nhược điểm của em là em hơi nóng tính một xíu và em hay quên. Nhưng mà quên á thì vẫn có thù dai. Ai mà hỏi lại em những cái chuyện mà nó gây cho em trong quá khứ thì em vẫn nhớ rất là rõ và kể lại cho bạn nghe. Nói chung á là mượn tiền người ta thì mau quên, nhưng mà thù thì nhớ mãi. Đúng rồi. Bên kia bạn trai thì sao? Ưu điểm nhược điểm của em là gì? Em rất là hoạt bát. Như là ở trong cơ quan em thì những phong trào nào thì em là đều tiên phong, gọi là xung phong đi đầu hết á. Bạn em nói chỗ nào có may là chỗ đó có tiếng cười. Khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm em á thì em nói thiệt anh là em rất là thẳng tính. Những người nào mà mới biết mình á thì là người ta thấy cảm thấy khó chịu, nhưng mà sau khi mà quen lâu á thì người ta sẽ người ta hiểu tính mình là mình chỉ nói vậy thôi chứ mình không có ý gì khác hết. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ cũng được vài mối tình. Vài mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? Dạ mối tình dài nhất là cũng 4-5 năm. 4-5 năm là dài lắm. Lý do sao chia tay em? Dạ tại vì nó mối tình đầu của chị. Hồi đó là em đi học thời phổ thông mà. Sau một thời gian cũng thích này nọ, sinh viên lên là tự nhiên mình cảm nhận là cái tình này không phải anh như là tình yêu nữa, chỉ tình mối tình học trò thôi. Sau này thì em với bạn đó thì cũng trở lại bạn bè bình thường. Sau bạn này có chồng chưa? Có con luôn rồi. Ồ vậy hả? Bạn gái mình có mấy mối tình rồi em? Dạ là em có 2 mối tình, nhưng mà có một mối tình đầu tiên là thời phổ thông thì nó là trên mức tình bạn một xíu thôi, nhưng mà sau đó thì em phát hiện là bạn đó hơi lăng nhăng một xíu nên là chia tay. Dạ. Còn mối tình thứ hai là năm tư đại học là khoảng 6 tháng, sau đó là gia đình bạn trai là không có thấy hợp tuổi nên là chia tay. Mới quen được có 6 tháng chia tay? Dạ, hồi đó giờ em cũng chưa có nụ hôn đầu nữa. Chưa có nụ hôn đầu? Dạ. 2 mối tình chưa có nụ hôn? Bên em có hôn chưa? Trời ơi, ông này ông cười ghê quá. Tôi phải coi cái nụ cười của ông này. Ta nói không có thì bên đây có không? Dạ rồi anh, chứ sao nghĩ sao chưa hôn chảy. Hôn khá khá chưa? Là hôn một người nhiều hay là nhiều người? Nhiều người. Trời ơi, có hôn nghe hùng khoái lắm. Thì tự hiểu anh đó chứ em giáo nó được. Trời ơi, nhưng nhát mà quá. Bấm nút là tôi bắt hung 15 phút liên tục nha. Trời chắc. Bây giờ chị hỏi bạn gái nè. Dạ. Giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Không hô, không mớm mà cũng không hói luôn. Được. Có điều gì em ghét nhất ở người bạn trai? Dạ là tính hay ghen. Chà, cái này phải hỏi à. Em có hay ghen không? Dạ lúc trước cũng có ghen lắm, nhưng mà sau nhiều mình thấy á thì mình cũng bớt từ từ chị. Ghen cái nào đúng thôi. Dạ đúng rồi chị. Không chứ chắc. Ghen bậy ghen bạ. Dạ, dạ. Phụ nữ ta cũng mệt mỏi lắm. Dạ đúng rồi ha. Vậy là bên đây chuẩn đó nha. Dạ. Đẹp trai nha, rất có duyên, tính tình vui vẻ phóng khoáng, nụ cười sảng khoái hồn nhiên. Dạ. Bây giờ chị hỏi em nè, nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Nói chung chị em cũng lớn rồi, thí dụ mà được thì có thể là cuối năm hoặc là đầu năm cũng được. Có làm dâu với ba mẹ không hay sao? Dạ thì điều em thì chắc phải làm dâu em ơi. Tại vì nhà anh giờ còn có mình anh nè. Tốt thôi, chuyện nó bình thường. Với lại tại vì có đứa em nữa. Mà đứa em nó tranh thủ nó chạy trước rồi. Em trai. Dạ, em trai cưới vợ xong rồi tranh thủ chạy rồi. Rồi, rồi. Còn mình em ở lại với ba mẹ thôi. Ôm xôn vui. Ôm xôn mấy mốt lại ôm cực nhà luôn. Giữ cười được. Được em, làm dâu có ok không? Dạ, nói với em làm dâu bình thường. Đúng rồi, chuẩn. Được, được đó em. Rồi, nhà gái đồng ý rồi đó. Nhà trai muốn tính gì tính đi.
Rồi bây giờ anh sẽ qua coi mắt đàn gái bên kia thế nào. Dạ anh coi giùm em đi. Coi giùm em, nhưng mà em mong muốn hình mẫu lý tưởng của em về đàn gái thế nào. Em á, là em là dân thể thao, em thích thể thao lắm, thì em cũng nghĩ là bạn đó cũng dáng mảnh khảnh, khỏe khoắn. Mảnh khảnh sao khỏe được? Không, ốm nhưng mà khỏe. Ốm nhưng khỏe. Ờ dạ, 45 tới 50 kg. Ờ vậy thôi hả, đơn giản. Dạ, thôi đơn hả? Giản. Dạ, tóc dài. Tóc dài. Dạ. Tóc ngắn được không? Tóc ngắn hả? Tóc ngắn cũng được. Có xăm, nhưng mà thích tóc dài hả? Có hình xăm được không? Hình xăm chỗ nào? Thì ta xăm chỗ nào kể người ta. Trời. Được xăm không được. Ừ, dạ. Chứ thoải mái rồi. Tóc dài mới khoái đúng không? Dạ. Anh này tôi chịu rồi đó, vui á. Ô, chào bạn gái. Tóc dài, có dài. Ừ, dài tới đâu anh? Dài. Dài. Tóc dài. Dạ. Hơn em chút. Dạ. Ừ, nhưng mà cá tính. Cá tính hả? Tóc vậy mới cá tính. Dạ. Ha. À. Dài quá mất công vô tốn dầu gọi. Trời em gái. Dạ. À, dễ thương. Hiền thục ha. Dạ. À, bây giờ em cảm nhận gì anh bên đây thế nào? Dạ, em cảm nhận là anh bên đó cũng vui tính. Anh vui lắm. Dạ. Quá vui luôn. Nhưng mà sao anh không hiểu tại sao tới giờ này mà em chưa hôn anh không hiểu luôn á. Dạ lúc ban đầu thì học cấp 3 thì lúc đó thì lo học nhiều hơn. Ừ. Không có thời gian đi chơi hay đi này nọ. Còn lúc lên đại học thì đa số là ai cũng nghĩ là em có người yêu hết. Giờ anh hỏi thiệt nha, em thích trai hay gái? Dạ thích trai chứ. Thiệt không? Dạ thiệt. Giờ cũng khó hiểu lắm nha. Em thích trai hay gái? Dạ em thích gái. Dạ em thích gái. Phải không? Thiệt. Tỉnh kiểm tra lại hai bên chứ giờ cũng nghi ngờ lắm. Giới tính đôi khi nó hài hòa lắm. Hài hòa. Được rồi, em thấy ổn đó. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nè. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ em đi với bạn em, bạn cấp 3. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Nam và các bạn khán giả. Em tên Thanh, em là bạn cấp 3 với Thảo. Thảo có ưu điểm là rất là khéo tay, biết làm nhiều đồ handmade lắm. Điểm yếu của bạn Thảo là nhiều khi điên quá. Cũng nói hơi nhiều. À, em thì em thấy bạn Nam bên đây cũng khá là đẹp trai. Nhìn cũng có vẻ tươm tất. Thì hỏi thêm bạn Nam là không, anh đi làm như vậy là có đi nhậu nhiều không anh ha? Không, anh thì có nhiều kèo lắm, nhưng mà quan trọng kèo nào mình thích nữa nhà thì mình mới nhậu rồi em ơi. Lỡ đi nhậu mà bạn gái không cho thì có đi không anh? Ví dụ mà bạn thân anh mà, ví dụ mà ừ thì lâu lâu nó ở quê nó vô lên đây nó công tác hay là đi công việc gì đó thì anh ra phải nhậu một xíu, chẳng lẽ cản thì cũng kỳ đúng không em? Thì em thấy hai bạn cũng khá là hợp nhau, thì hy vọng là sau chương trình thì hai bạn cũng có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại người thân em, với lại đồng nghiệp. Dạ xin chào chương trình, chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Và chào bạn gái bên đây. Thì cô là cô ruột của Tài. Trước mắt thì cô thấy là cái tánh con là điềm đạm, là hơn Tài vậy đó. Là một, để kìm cái tánh của Tài, đôi khi Tài vui vẻ lắm và phóng khoáng, nhưng mà có điều là nhiều khi cười nó hơi lớn tiếng quá đó, thành ra là mình bên đây là điên điên thì bên kia cũng hơi hơi vậy đó, thành ra là có thể là mình điều chỉnh lại. Hai con á, mặc dù là từ 6 tháng đến 1 năm nhưng mà mình cũng phải nuôi dưỡng tình yêu đủ lớn để mà khi mình về nhà mình làm dâu á thì mình là một cái người con dâu Thảo trong gia đình. Và cô mong là hai con hôm nay sẽ cho nhau một cái cơ hội để mà có thời gian tìm hiểu và rất mong là hai con sẽ thành công trong cái việc hẹn hò này. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Anh nghĩ là không cần thay đổi đâu, tính Tài dễ thương mà, cứ giữ thế này thôi. Hả? Cười lớn coi. Rồi. Thôi, kéo mở nào ra. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Ôi. Em, anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn. Ở chết còn đây nữa. À tặng em. Cái gì đó mở ra em. Mở ra coi. Dạ em cũng có món quà tặng. Ồ, cảm ơn em. Dạ. Cái gì nhỏ nhỏ đó. Dạ. Mấy cái gì mở nhỏ nhỏ mở ra đi em. Dạ. Thì em mở quà. Dạ. Đây là một cái kẹp tóc ạ.
kẹp kẹp kẹp. Ủa, cái đó kẹp, kẹp tóc hả? Dạ cái kẹp, kẹp. Và giờ là một cái đồ cột kẹp lên hả? Quá kẹp cột đâu, cái này cái kẹp mà nó phải cái cột. Cột phải kẹp, vừa kẹp với cột thì kẹp. Thì bây giờ mình kẹp lên. Em cũng chẳng biết kẹp sao. Kẹp đây nè, cái bính tay bên ngoài nè, đây nè kẹp đó. Cứ kẹp đại đi. Đó. Trời ơi, dễ thương mà thấy không? Ờ, chào em Thảo. Dạ chào. Hôm nãy em giới thiệu em xin năm em nhiêu tuổi ta? Dạ là em 26 tuổi. 26 tuổi hả? Dạ. Ồ, em sinh năm 92. Dạ. Ờ, vậy hợp với anh à? Dạ. Nghe nói em chưa có nồng hôn đầu đời luôn hả? Dạ. Rồi, em nằm mơ em có thấy người ta hôn em chưa? Dạ chưa. Vậy hả? Dạ. Vậy theo em là vậy là em nghĩ cái nồng hôn đầu đời nó như thế nào? Em có suy nghĩ đến, tưởng tượng đến không? Dạ không. Thì nói cho người ta biết đi, nụ hôn nó làm sao? Em đâu biết đâu. Trời sao không biết. Em rồi thì em mà kể cho người ta cái kinh nghiệm đi, nói tả thử cảm giác của em làm sao. Mỗi người mỗi cảm giác anh ơi. Vô kế hoạch hẹn hò đi chơi sao? Thì kế hoạch hẹn hò thì sau thì chương trình này thì có gì mình hẹn chắc có hai vé xem phim rồi mình đi xem đâu phim có. Chứ. Trời ủa? Ơi. Đâu ra? Ủa vậy hả? Nhớ có hả? Hết rồi. Hết hả? Ừ. Anh thì anh nói chung thì cũng có lãng mạn. Nhưng mà có lãng mạn đến mức mà là sến không ạ? Không, anh không dạ. Sến đâu em ơi. Em dạ là tại vì em không có thích bạn nam mà sến quá. Ờ. Dạ. Ờ anh mình anh chân thành tế, là được. Anh thực tế dạ. Chân thành lắm chứ không có sến em ơi. Dạ. Anh cũng trải qua nhiều mối tình rồi thì nói chung là cái tim thì nó không còn như gọi là hồi lúc xưa nữa mà trời ơi hồi hộp á, hồi hộp á. Hy vọng là mình cũng gặp ở đây có duyên thì anh cũng mong là được tìm hiểu em kỹ hơn. Rồi, hết thời gian. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ, nếu trái tim ta có rung động thì ta mới bấm. Nếu cảm thấy đối phương không phải là người mà ta đang tìm kiếm, không bấm, để cái nút bấm đó cho những người khác. Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Chúc mừng em. Rồi như vậy là hai bạn đã đồng ý bấm nút. Hãy nắm tay nhau. Thôi. Ủa có bao giờ có bạn trai nào nắm tay bạn chặt đến nhất vậy như vậy chưa? Dạ cũng. Cảm giác bây giờ mình như thế nào? Dạ là thấy cũng rung. Cũng rung? Dạ. Hôn còn rung nữa. Muốn minh chứng rằng cái sự bấm nút đó gì không được. Người ta nụ hôn đầu đời đầu đó. Tiên em phải làm ấn tượng. Cảm ơn. Hả? Nào chuẩn bị. Hôn. 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 Không rồi. Trời ơi ông này chán ông ghê luôn. Sao gái? Cảm giác sao? Nó có rung hơn nữa không? Dạ thấy cũng bình thường. Thấy chưa? Dạ. Thấy bình thường. Thấy bình thường. Chưa, chưa có chứng minh được bản lĩnh đàn ông. Mình làm lợi. Từ từ nha, để yên nguyên. Thấy sao? Thấy mình hả? Gì? Dạ à, anh hỏi bạn đó đó. Không, anh hỏi em trước nè. Dạ. Em hung thấy sao? Thấy rung rung à, nó phải cảm giác còn bạn gái. Dạ rung. Dạ rung phải đúng không?